Hello mọi người. Hello mọi người. Nghe rõ không? Ai à. Hello mọi người, có nghe rõ không? Có nghe rõ không mọi người? Không biết thôi, tao gửi mấy cái đường link rồi mà không biết có thằng nào vô không? Bùi Tùng đâu rồi? Thằng Huy đâu rồi? Bữa nay thì đột xuất làm cái live về nói chuyện về ngày 20 tháng 9, ngày lễ độc lập của Việt Nam mình á. Thì mà không thấy nào vô trơn trọi gì ta, tất nhiên là bố muốn mời mấy người lên để nói chuyện về ngày lễ. À rồi, có Bùi Tùng đâu mất tiêu rồi, Nam Phong cũng đâu mất tiêu rồi, không thấy ai trơn trọi vậy. Rồi Quang Huy đâu mất tiêu rồi. Ấy da à, chào Cao Hoàng Lan, chào đồng bào. Chu Phan lên đi Chu Phan. Đó Chu Phan nè, anh có gửi link cho mày rồi đó, anh đã gửi link cho Chu Phan rồi đó. Rồi chào Hường Nguyễn, biết em rồi. Xin chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn nha. Thì Chú Hoàng, anh gửi link cho em rồi đó, giờ là vô đi rồi đông đông người mình nói chuyện chút xíu về. Nói một cách khác hay chăng nữa thì đây là những cái đôi lời tâm sự của mình. Cứ cầm thì từ hồi xưa giờ thì ở trong nước thì thập kỷ năm 1983, 82, 83, 84 thì ở trong nước. Nói chung thì cũng làm nhà cũng 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 làm trong cơ quan của nhà văn hóa lao động ngày xưa đó, gọi là câu lạc bộ lao động ngày xưa. Thì hàng năm như vậy thì cứ mỗi lần ngày 20 tháng 9 đó, thì mình là công nhân, mình là nhân viên, mà cho nên ra mình cái khái niệm về ngày 20 tháng 9 nó rất là mù mờ, nhưng mà vì nhiệm vụ cho nên phải làm làm mà về trang trí phụ các anh em làm cổng chào, làm pano, làm để chào mừng ngày lễ đó. Nhưng mà nó nhợt nhạt lắm, là bởi vì sao, là mình là người chế độ cũ và thuộc dạng đi lính chế độ cũ nữa, thì mình được vào làm cơ quan nhà nước thôi, nhưng mà mình không có khái niệm về cái ngày lễ đó lắm. Thì từ ngày mấy chục năm qua Mỹ rồi, thì mỗi năm như vậy thì cái ngày lễ 29 ở Việt Nam mình thấy họ người Việt Nam mình tổ chức lễ rất là trọng 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 thị và rất là lớn, rồi kỷ niệm ngày lễ gặp thì bắt đầu thì mình mới
mới mới mới thấy cảm nhận được một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình nói chung là trong tâm sự mình mới nói là cái lễ lớn của đất nước mình đó, thì mình cảm thấy là mình là người yêu quê hương mà, cho nên vì đó mình cảm thấy lâu ngày dài tháng mình cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó không dứt bỏ được, thì bởi vì toàn dân Việt Nam mình hiện giờ đang ăn mừng một cái lễ độc lập mà rất là đó, có Quỳnh Minh Hưng nữa là rồi, ok để chú nói một vài câu rồi con nói. Thì sau những ngày tháng mà xa quê hương như vậy thì mình mới cảm thấy là mình mới cảm thấy là cái nó thân thương, cái ngày lễ của Việt Nam mình nó tới mình và mình cảm thấy mình nhớ. Và ở trong tim của chú từ xưa tới giờ bố bố nói rồi, chỉ có Việt Nam là cái quê hương đất mẹ của mình. Cái ngày lễ đó nó làm cho mình bồi hồi, và mình thì chú thì dốt về vấn đề chú là người miền Nam chẳng qua là vì đi lính nữa, cho nên vì chú đó ra cái mà mình mơ hồ về ngày ngày 29 đó, thì chẳng bữa nay thấy gần tới ngày lễ rồi, tao thì cũng không có thì giờ nhiều, cho nên là phải làm tao làm sớm để coi như mừng. Ở đây thì mời các em các cháu lên, đứa nào mà coi giờ hiểu rõ về lịch sử của ngày 29 là thì lên để mà nói cho kiều bào bên này hiểu được cái ngày lễ 29 là như thế nào. Đúng rồi, còn tâm sự của tao thì tao đã nói hết rồi, chỉ có Việt Nam của tao là ấy thôi. Và ngay 47 năm nay rồi, từ ngày tao qua đất nước này thì tao cảm thấy là chỉ có cái ngày lễ 29 là ngày trọng thị của tao, là ngày tao rất là xúc động đó, tại vì mình không hiểu lắm. Cho nên rồi có chú Pha lên nữa nè, Chào anh Trần, rồi chào Quốc Huy nhé, chào toàn bộ anh chị em. có Trần Thành Trung nữa. Trần Thành Trung có muốn lên không em? Trần Thành Trung này ai mà biết vấn đề tiểu sử, nói một cách nôm na là những cái như Quỳnh Minh Hưng biết nè. Có nghĩa là phải hiểu từ tạm thời lên giải thích cái ngày lễ Bác Hồ ký cái ngày độc lập cài 2 tháng 9 là như thế nào, tiểu sử thì sao sao đó. Tao thì dốt đặc về lịch sử nó hẳn từ bây, tao nói lịch sử tao không có biết, để gửi cái để anh gửi cái đường link cho thằng Thành Trung. Thằng Thành Trung lên luôn, ok. Chào toàn bộ anh em diễn đàn nhé. Em Huy nghe rõ, anh cầm nghe rõ không? Anh nghe rất là Dạ rõ nghe, em. dạ nghe anh À, ạ. vậy tốt rồi. Cứ từ từ thêm một vài người này ta làm luôn. Rồi. Rồi anh gửi link cho Trần Thành Trung rồi. Đó những người mà nói một cách khác là mà hiểu rõ một cái ngày mà Bác Hồ tuyên ngôn độc lập như thế nào. Anh thì nói thẳng anh đối anh dốt anh chịu, ta anh không có sợ, bởi vì mình dốt cho mình bây giờ dốt về cái tại vì từ em mới hiểu ra ở trong Nam là chẳng qua là anh là người lính của phía bên Nam ngoài, thành ra rất không rành cái đó. Anh có gửi cái link cho ai rồi Trần Thành Trung rồi? Trần Thành Trung ở đây không, ta không có suối, ta biết rồi, ta đâu có ngu dữ như vậy. Bữa nay mà chờ bữa nay là phải là giãn cách phải nghiêm chỉnh các bạn, không có vụ mà xuống đường bu bu lại đám đông là chết đó. Rồi ok, Cũng gõ lời chào tất cả anh chị em đang theo dõi. Chào bác Cầm, chào anh chú Phan. rồi có chung là sao cái bản mặt của mày đâu mà ló làm tao cái Trần Minh Trung. Bữa nay là tao làm lễ, tao làm cái này là làm cá nhân thôi, mà làm lễ kỷ niệm của ngày lên chính sớm một chút, sớm phải không, sớm mà chưa tới mà phải không. Rồi thì Ngày này 31. Ngày thằng này 31 tháng 8. rồi còn 2 ngày nữa lận đúng không? Ngày này. Ừ rồi thôi nói đi. Cái Để nhìn chung là lên. vừa rồi có cái chỉ đạo của Thủ tướng, của đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ về cái việc là quyết liệt trong cái đợt 29 nghỉ 4 ngày này, không có tổ chức cái lễ hội, kể cả ở các tỉnh thành mà không có dịch, để không có bị xảy ra cái trường hợp như cái đợt 30 tháng 4 1 năm.
À, có nghĩa rằng là đất nước hiện nay trong cái dịp lễ Quốc Khánh mà chúng ta gọi là Tết Độc Lập á, thì chúng ta cũng không thể không tổ chức những cái chương trình ca múa nhạc kỷ niệm. Các cái cơ sở chính quyền địa phương thì có thể là treo băng rôn khẩu hiệu để chào mừng, nhưng mà không tổ chức. Để tránh cái trường hợp tập trung đông người để lây lan dịch bệnh, thì do cái tình hình năm nay cho nên là chúng ta phải thực hiện cái vấn đề đó. Thì trước khi vào nội dung chính thì chắc cháu cũng 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 thông tin thêm cho bác Cầm với lại anh Chu Phan với chỗ anh gì đây, anh thấy Lý đề Tăng, tôi nhưng Đức mà Lý Tăng Tăng mà yếu mà. cho nên là để nắm tình hình đó, chứ còn cái vấn đề lịch sử thì chúng ta để bàn sau. Chúng ta để nói cụ thể hơn cái vấn đề đó là góc độ khi chúng ta vào cái nội dung trực tiếp. Nhưng mà để thấy rằng là cái quyết tâm của chính phủ trong cái giai đoạn này là chúng ta phải cố gắng khống chế đến ngày 15 tháng 9 là cho nó giảm được cái số lượng người bị nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là trong cộng đồng. Để tiến đến là chúng ta là khống chế được cái dịch bệnh này. Thì trước khi vào thì cũng nói thêm là cái nội dung năm nay chúng ta không tổ chức, thì cũng nói thêm cho bác biết rõ cái vấn đề đó. Thì bởi vậy tao cũng rành lắm, bởi vì tao ở ở xa là xa xứ nữa, cho nên vì đó tao tổ chức online nè, tao tổ chức đây là online ăn mừng nè. Có nghĩa là cái thứ nhất là tụi em phải bổ túc cho tao hiểu được cái ngày đó nó như thế nào, mày hiểu tao không? Tao thì tao Dạ nói dạ rồi. Trần Thành Trung ơi, em vô đó lại đi, mà nó quay vòng vòng giống như mày đi chợ. Bây giờ anh cho mày xuống rồi, bây giờ mày vô lại nghe, nó quay vòng vòng nãy giờ không có lên được. Trần Thành Trung á, thì rồi ok con nói tiếp đi. Dạ, thì cũng nói với bác với là anh em đang theo dõi, thì thật sự ra cái ngày 29 là chỉ đến ngày đó là chúng ta thành công cái cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chứ còn chúng ta phải xác định rằng là quá trình đấu tranh nó cũng đã kéo dài xuyên suốt hàng mấy chục năm về trước. Từ khi mà trong cái giai đoạn Pháp còn đô hộ, và trước đó hơn 30 năm, trước đó hơn 30 năm, mà cụ thể là 34 năm, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thanh niên 20 tuổi, bôn ba đi tìm con đường cứu nước, thì cái hoạt động từ năm 1911 cho đến mà tới phiên năm 1930 thành lập được cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong giai đoạn 15 năm từ năm 30 đến năm 45 là các cái hoạt động, các cái phong trào để làm cái tiền đề cho cái cuộc cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8, là nó đã diễn qua một cái quá trình dài xuyên suốt. Chứ không phải tự dưng là chúng ta tới ngày đó chúng ta tuyên bố độc lập. Nhưng mà cái việc mà chúng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân nắm bắt được thời cơ, chớp được thời cơ, mà cái câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Bác Hồ đó là gì? Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Có nghĩa là khi mà Pháp bị Nhật đảo chính vào tháng 3 năm 1945 là Bác đã nhận định được rằng trong cái giai đoạn cuối cùng của Thế chiến thứ hai, thì Bác đã nhận định được có những cái tình hình thế giới lúc đó nó chuyển biến, nó có ảnh hưởng và nó có lợi cho đất nước Việt Nam. Thì Bác cũng đã thấy được rằng là trong giai đoạn năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp, từ năm 41 41 bắt đầu là Nhật đảo chính Pháp, rồi 45 một lần nữa, thì trong đặc biệt là trong giai đoạn 45 năm Ất Dậu, cái đau thương của dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ là giai đoạn đó Nhật Pháp đã làm cho cái người dân Việt Nam bước vào cái sự khốn cùng, bước vào sự khốn cùng, đó là hơn 2 triệu người miền Bắc bị bị chết đói, đói. bị chết đói. Cho nên á, hiện nay á, mà mình nói một cái số cái đài báo cũng như một số thành phần ở hải ngoại thiếu thiện cảm với chính quyền Việt Nam, bảo rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là tranh công giành phần đi cướp chính quyền và cái này cái kia, thì chúng ta phải xác định rõ rằng là trong giai đoạn đó ai là người tổ chức nào là đứng tiên phong lãnh đạo toàn dân đứng lên giành chính quyền, và bảo rằng là Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam năm 45
là đã ngăn chặn chính phủ Trần Trọng Kim đưa lúa gạo ra miền Bắc để cứu đói, mà cướp đi cái lúa gạo đó, cho nên là do miền Bắc mới đói. Mà cái đói đó là do Đảng Cộng sản, do chính quyền, có do Bác Hồ cũng như là Đảng Cộng sản là gây ra cái chết cho 2 triệu người miền Bắc. Đó là một cái sự tuyên truyền bị đặt trắng trợn, bị đặt trắng trợn. Tại vì lúc bấy giờ là chính phủ của Nhật xây dựng lên cái đế quốc Việt Nam, đế quốc Việt Nam á, do chính phủ Trần Trọng Kim á làm thủ tướng, Bảo Đại làm ông vua, là vua á, thì mình phải xác định là chính Nhật đã gây ra cái cuộc thảm, cái cuộc thảm của nhân dân miền Bắc là 2 triệu người chết, và cái người dân đã không thể nào chịu đựng được cái sự khốn cùng bức bách dưới ách đô hộ của thực dân pháp xít, mới đi theo tiếng gọi của Đảng đứng lên giành chính quyền. Mà lúc bây giờ chúng ta gọi là cướp chính quyền, có nghĩa là chúng ta cướp chính quyền từ tay pháp xít Nhật. Mà trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cũng nói rõ, chính Pháp đã đô hộ Việt Nam tới năm 45 là 87 năm, nhưng mà chính Pháp đã 2 lần bán đứng Việt Nam cho Nhật. Trong cái tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định trong cái bản tuyên ngôn. Thì để chúng ta thấy rằng là từ khi thành lập Đảng năm 1930 thì đã có những cái cao trào cách mạng 30-31, 36-39, mà điển hình nhất đó là cái cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cái Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mà để một lát nữa con sẽ nói cụ thể hơn tại sao Xô Viết Nghệ Tĩnh diễn ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, mà lại trong khi đó hiện nay thành phần chống phá đất nước trong các cái tôn giáo nó lại tập trung ở Nghệ An và Hà Tĩnh nhiều. Cái vấn đề đó sau này còn lát nữa con sẽ nói sao, để cho thấy rằng là cái nôi cách mạng, cái nơi mà sinh ra những bậc lãnh tụ là từ Bác Hồ cho tới Bác Giáp và một số vị lãnh đạo tiền bối khác đều nằm ở miền Trung. Cho nên là họ chống phá, họ tìm mọi cách, họ bôi nhọ đi cái nơi mà đã sản sinh ra cái nguồn gốc những người lãnh đạo cũng như là phong trào cách mạng, tiền đề cho cái cuộc tổng nổi dậy năm 1945 làm cuộc cách mạng. Thì nó cho rõ, thì cho nên là chúng ta đã trong cái giai đoạn đó thì bác ông đã thấy rồi, giai đoạn năm 40, từ năm 30 thành lập Đảng thì tới năm 35 thì Tổng Bí thư Trần Phú cũng bị Pháp xử tử. Sau đó những năm cái giai đoạn năm 40-41 thì Nguyễn Thị Minh Khai nè, Lê Hồng Phong nè, rồi các cái vị lãnh đạo tiền bối như Tổng Bí thư Hà Hy Tập rất là nhiều, lúc đó là toàn bộ bị Pháp bắt bớ và tử hình hết. Cho nên là cái giai đoạn đó là những người làm cách mạng đã hy sinh mất mát rất là nhiều, mà toàn là những trụ cột. Nếu như những vị đó còn sống tiếp tục lãnh đạo cách mạng thì đó là những trụ cột của quốc gia. Nhưng mà hầu như giai đoạn đó là biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng mà gọi là ưu tú nhất đều bị Pháp bắt và xử tử. Cho nên thấy rằng là không phải là tự dưng chúng ta có cái ngày 29, mà chúng ta đã có những cái giai đoạn dài xuyên suốt từ ngày thành lập Đảng cho tới năm 45 là 15 năm. Chúng ta đã gây dựng các cái phong trào, các cái lực lượng mà bác Cầm cũng như anh Chu Phan cũng như là Lan Hòn đã thấy rõ. Lúc bây giờ Việt Nam cũng rất là nhiều đảng phái, Quốc dân đảng của Nguyễn Tường Tam nè, hay là Việt Nam Cách Mạng Đảng gì, rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều đảng, nhưng mà hầu như các đảng kia họ chỉ núp bóng, họ chỉ lợi dụng vào cái sự cai trị của thực dân đế quốc. Họ dùng cái đảng phái của họ để kiếm chắc những cái lợi lộc. Nhưng mà những người làm cách mạng đi theo cái tiếng gọi của Đảng Cộng sản thì hy sinh mất mát và đứng lên lãnh đạo nhân dân thì chỉ có Đảng Cộng sản. Cho nên rõ, chứ không phải rằng là lúc đó chúng ta không có nhiều đảng. Kể cả năm 1945 cho đến năm tháng 1 năm 46, khi mà quốc hội đầu tiên được bầu và họp, thì chính vì cái sự nhân nhượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa cho một số cái người của đảng phái khác vào cái ghế ở trong quốc hội, cái ghế của trong quốc hội. Mà chính Nguyễn Hải Thần là người đã đi theo chân
Tưởng Giới Thạch lúc đó là vẫn được đưa vào cái chức danh rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng là ông Nguyễn Hải Thần cũng vẫn không chịu đồng ý, muốn rằng là bản thân ông đó phải làm chủ tịch nước, nhưng mà cuối cùng rằng là không thấy được, cho nên là cuối cùng mới bôn tẩu qua Trung Quốc và ở bên Trung Quốc. Có nghĩa là đó là những thành phần mà đi theo chân Ngoại bang. Có nghĩa là sau cái cuộc cách mạng và sau khi Nhật đầu hàng thì bác đã thấy rõ rằng là một số cái đối tượng như Nghĩa Hai Thần này nọ đi theo của quân tưởng về phía Bắc để giải giáp quân Nhật. Phía trong miền Nam thì quân Anh vào giải giáp quân Nhật, và Pháp nấp bóng quân Anh đi vào phía miền Nam. Và đã gây ra cái cuộc chiến mà Nam Bộ kháng chiến, Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1945 ngày 23 tháng 9 năm 45. Có nghĩa là chỉ sau 21 ngày ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì 21 ngày sau Nam Bộ, Nam Kỳ đã đứng lên khởi nghĩa. Cho nên là cái câu nói thứ hai của bác cũng như là các nhà cách mạng trước đây đã từng nói là Nam Bộ đi trước về sau, có nghĩa là đứng lên khởi nghĩa trước, đứng lên đánh đuổi Pháp trước vào ngày 23 tháng 9 năm 45. Còn miền Bắc là tổng cái lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn quốc kháng chiến là vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Nhưng mà miền Bắc thì đã giải phóng trước năm 54, mà tới miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 30/4 năm 75. Có nghĩa là miền Nam đi trước nhưng mà về sau, thành đồng tổ quốc nhưng mà đi trước về sau. Có nghĩa chúng ta thấy được rằng là cái sự cái trận mạc, cái diễn biến tình hình mà đặc biệt ở miền Nam, nó có nhiều cái mà chúng ta tới bây giờ cũng chưa thể bàn luận hết được. Mà đặc biệt bây giờ mình nói liên quan tới cái ngày Quốc Khánh, mà chúng ta người dân trong nước gọi là Tết Độc Lập. Đây là một cái ngày mà trong lịch sử đất nước Việt Nam đã khẳng định nước Việt Nam từ khi mà khai thiên lập địa, dựng nước và giữ nước đến ngày nay, thì cái bài bản tuyên ngôn độc lập ngày 29 là bản tuyên ngôn thứ 3 sau cái bản Nam Bắc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt và cái Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Và bản tuyên ngôn độc lập thứ 3 là của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Mà chúng ta chỉ có 2 ngày mà gọi là được độc lập toàn vẹn, đó là vào năm 1938 sau khi quân Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra xây dựng một đất nước tự do, một nước độc lập tự chủ. Và đến năm 45 thì chúng ta mới thoát khỏi hẳn khỏi cái xiềng xích nô lệ, xây dựng nên một cái thể chế chính quyền nhân dân, xây dựng nên một nước nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Ủa? Dạ. Bộ trong bụng mày có cuốn sách không hả? Dạ không, con thuộc lòng chứ sách gì đâu. Trời ơi, nó nói giống y chang vậy, rồi có cuốn sách trọng á. Rồi, mày nói ngắn gọn thôi rồi để cho nhường cho Chu Phan với Lan Hoàng nó nói nữa. Đó có nghĩa rằng là mình khẳng định rằng trong lịch sử Việt Nam chỉ có những lần chống Ngộ Xâm thì chúng ta không nói, rất là nhiều lần chống giặc phương Bắc và những lần chúng ta chống giặc phương Tây. Nhưng mà khẳng định Việt Nam chúng ta chỉ có hai thời kỳ mở ra độc lập, đó là vào năm 1938 khi Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ cho nước Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Thì đồng thời tới ngày 2 tháng 9 năm 45 là sau 87 năm bị đô hộ với thực dân phương Tây, thì chúng ta mới xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là mở ra một cái kỷ nguyên mới, đó là đất nước Việt Nam chúng ta hòa bình tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy rằng vẫn còn trải dài thêm tới 30 năm nữa trong cái cuộc chiến 30 năm từ 45 tới 75. Tuy nhiên là chúng ta khẳng định tới năm ngày 29 là một ngày trọng đại của dân tộc, lịch sử dân tộc kéo dài cả hơn 1000 năm. Thì đó là những cái mà để mình nói khẳng định rằng là ngày 29 nó có cái tính quyết định, mang cái tầm quyết định cho đất nước, cho cái vận mệnh dân tộc. Thì xin tiếp tục, xin mời Chu Phan là Lan Hòn nói thêm. Gửi lời chào đến Bố Cầm, gửi lời chào anh Chu Phan. Cảm ơn. Chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn. Mời anh Chu Phan. Rồi. Trước hết là các anh Cầm thì chuẩn bị đến ngày 29 rồi, thì anh Cầm có làm cái like để nói về ngày thành lập nước ngày 29 năm 1945. Thì cảm ơn anh Cầm, cảm ơn em Huy, em Lan Hoàng,
Thì cảm ơn toàn bộ anh chị em ta ở trong diễn đàn này. Thì em Huy đã nói rồi thì mình thêm bổ sung thêm tí, tức là mùng 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Bác Hồ thành lập nước, đọc tuyên ngôn độc lập. Nhưng mà trước ngày mùng 2 tháng 9 thì đã có biết bao nhiêu cuộc đấu tranh. Trước khi anh Chu Phan vào chủ đề, em có yêu cầu nhỏ này được không? Anh Chu Phan, anh Huy, Mê Huy quay ngang cái điện thoại ra cho cái màn hình nó xinh xắn một tí cho Bích Niên, Bích Niên clip thì nó xinh. Không, tự mình quay cái điện thoại ra luôn Huy ơi. Đấy, quay ra tự nó quay. À, phải mở cái khóa xoay màn hình ở cái tab trên rồi mới xoay. Đó. Thế rồi. Rồi Chu Phan bắt tiêu không? Anh cái gì anh thoát rồi, bấm lộn thoát rồi sao? Bấm lộn rồi nó văng ra rồi. Ok, hầu vô lại đâu có sao đâu. Ok rồi, thôi Lan Hồn tiếp tục đi. Vâng, thì cứ đợi anh lên cho nó kín cái màn hình thì đường nào cũng vô cầu. Ừ, được rồi, lại dài dài cũng được mà. Để Chu Phan lên sao nè, đó chứ bây giờ bắt đầu cho Chu Phan lên sao nè. Cũng quay nữa đó, rồi ok. Đụng cái tay vào nó già ra mất. Nó đẹp không? Ví dụ như là anh chị em nào có muốn cắt clip thì lấy nó xinh cái màn hình. Mà người xem người ta thấy cũng gọi là các cụ nhà ta chuyên nghiệp chứ không đến nỗi gì vụng về. Đó là dân 34 này, dân 34. Ê, Việt Rai có lên chơi không em? Việt Rai. Rồi, mà anh Chu Phan tiếp tục. Để mình nói lại từ đầu. Thì cảm ơn anh Cầm đã làm cái này, với cảm ơn em Lan Hoàng, em Quốc Huy, với toàn chào toàn bộ anh em đang quay diễn đàn nhé. Thì còn nay là ngày 31 tháng 8 rồi, còn 2 ngày nữa là ngày thành lập nước. Thì Bác Hồ của chúng ta đọc tuyên ngôn độc ở quảng trường Ba Đình. Để có là cũng như em Huy nói nãy, để có là ngày 2 tháng 9 thì toàn bộ dân tộc ta, toàn bộ các phong trào cách mạng ta đã hy sinh đấu tranh mấy chục năm trời. Để có ngày 2 tháng 9. Mà trước khi có ngày 9 thì 29 thì hình như thế là ngày 19 tháng 8 là ngày toàn quốc, ngày chúng ta cướp chính quyền phải không Huy? 19 dạ, tháng 8 cướp. Mình gọi là cướp nhưng mà sau này chúng ta gọi là giành chính quyền. Không thì để cho anh nói từ cướp chính quyền, tại sao chúng ta gọi từ cướp chính quyền? Là cướp chính quyền là lúc giờ là Nhật với Pháp đánh nhau mà Nhật thua phe đồng minh. Thì chúng ta Bác Hồ nói là dù đốt dãy cháy Trường Sơn cũng giành độc lập cho bằng được, tức là phải cướp chính quyền trên tay Nhật. Chứ nếu không cướp chính quyền trên tay Nhật, chúng ta tranh thủ cướp tay Nhật thì khi Nhật nó thua rồi nó bàn giao chính quyền cho Pháp mất, thì nước ta lại chìm trong nô lệ. Cho nên là bác dùng từ cướp chính quyền là rất là chính xác, rất là đúng. Thì sau khi mà Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945 quan trọng thì Pháp vào lần hai, tức là Pháp vào lần hai để chiếm nước ta. Đó, là để chiếm nước ta một lần nữa đấy. Khi Pháp vào lần hai là Pháp vào trong Sài Gòn, như em Huy nói, vào Sài Gòn trước, bây giờ Hà Nội sau. Thì Pháp vào, chúng ta đã thành lập chính quyền, đã cướp chính quyền, chúng ta đã thành lập nước năm ngày 2/9/1945 rồi. Nhưng là Pháp khi quay trở lại là Pháp cướp nước ta một lần hai đấy. Cho nên là chúng ta phải nói rõ chỗ cướp chính quyền này. Cái nhất thứ hai là khi chúng ta đã giành chính quyền 1948 rồi, chúng ta thành lập nước năm 1945 rồi, thì cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa một và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hai không phải là một nước. Nước Việt Nam chỉ có một năm, chỉ có 1949-1945 thôi, anh Cầm ạ. Lúc bây giờ là sau này, năm 54 là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, một chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nó chỉ là một chính quyền bù nhìn ở một lãnh thổ thôi, chứ không phải một nước. Ở vùng lãnh thổ thôi, chứ không phải là một nước. Đó, có phải không? Nước Việt Nam ta chỉ có một nước, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945 thôi. Đấy, còn sau này, cái chính quyền sau này là nó, sau này chính quyền Việt Nam Cộng Hòa một, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hai do Mỹ dựng lên, nó chỉ là một chính quyền ấy, do người Mỹ dựng lên, nó chỉ đại diện cho một vùng lãnh thổ thôi, chứ không phải gọi một nước được, nước Việt Nam Cộng Hòa được. Cho nên là ngày 1949 là ngày trọng cái tộc từ mũi Cà Mau đến địa đầu con cái. Cái đó mình nói sao đây, tại vì nó còn trải qua một cái quá trình khác nữa. Nhưng mà mình đang tập trung mình nói về cái ngày độc lập. À, đúng rồi, thì tại sao nên tiền nói anh mới phân tích là tại sao là cướp chính quyền? Bởi vì Nhật Pháp đánh nhau rồi, đồng minh với Nhật đánh nhau, Nhật thua rồi, là chúng ta tranh thủ, ta giành chính quyền. Đấy, giành chính quyền về tay nhân dân. Cho nên lúc giờ chúng sơ khai ta gọi là cướp chính quyền, nhưng bữa nay thì có thể ta gọi là giành chính quyền. Thì mình phân tích chỗ đấy, thì ngày 2/9 ấy là một ngày trọng đại dân tộc, thì mọi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay dù hải ngoại, nhưng mà anh Cầm thì chúng ta cũng phải nhớ đến cái ngày
mùng 29 là ngày thành lập nước, ngày đó là chúng ta có tên trên bản đồ thế giới và ngày đó là ngày chúng ta là nước độc lập chủ quyền. Bùi Tùng vào đây là chính quyền đó, Bùi Tùng là chính quyền sau ngày 29, chính quyền của dân do dân, cho nên là mọi người dân ấy là để có ngày độc lập này, có ngày 29 này, ngày lập nước, chúng ta mới nhớ ơn bác Hồ, nhớ ơn những cái vị anh hùng dân tộc, nhớ ơn những cái sự hy sinh mất mát của cha anh ta để dành ngày 29 này.